được gặp anh Ghost ở ngoài á, kiểu em mới trời trời không biết ăn chay mấy bữa mới đủ nữa. Đẹp trai, đẹp đẹp, rất là thích hai bạn này rất là lâu rồi, rất là mờ leo, dễ thương, hài hước và trai đẹp. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. สวัสดีทุกคนนะคะฉันชื่อฟิบีนะคะฉันเป็นคนเวียดนามค่ะem nôn từ buổi sáng rồi. Đó, anh chờ xem bộ phim này sẽ diễn tả được cảm xúc của một fan cuồng như thế nào ạ? Rất là đợi xem được cái tour chiến trường nó như thế nào. Anh nào Vi cũng thích. Là chuẩn con trai Thái Lan, gu của em. Dạ. Em luôn luôn muốn được ôm ảnh, luôn luôn muốn, nhưng mà tại vì em sợ anh sẽ bị ngại cho nên chỉ cần cầm tay là được. Em gặp ảnh em cảm thấy rất là run, giống như con gái mới lớn mà gặp người yêu vậy đó mọi người. Ngàn mây trên bầu trời cao, như trong những giấc mơ anh luôn có em. Em bước đến và ôm chặt anh, nắm tay nhau ta bay theo ánh dương. Tìm nơi ta bình yên. Khi xem phim này xong thì được đến Thái Lan và rất là muốn sang Thái Lan một lần nữa. Xem thì anh lại nhớ Thái Lan lắm ấy, nên là tới đây chắc chắn tụi mình phải đi Thái Lan. Mây và Bồi có những cái bài hát với nhau rất là dễ thương. Phối cảnh, màu, âm nhạc cũng rất là dễ thương. Dễ thương. Dễ thương. Dễ thương vô cùng. Và nó khiến cho mình cảm thấy rất là tin vào tình yêu. Rất là thích cái bộ phim mà khá là ấn tượng và để lại cho mình rất là nhiều xúc động. Dưa hấu rất là nhiều. Please. If you have next life, what you wanna be? Mọi người ơi, ngày 22 tháng 7 này thì mọi người hãy nhớ ra cho các cộng đồng trên toàn quốc ủng hộ phim Là mây trên bầu trời của ai đó. Cloud of someone's sky.